Vâng, và đây là mẫu hộp đựng đạn của đơn vị em. Mẫu hộp mà các bác chờ đợi rất chỉ là lâu. Và hôm nay thì em về số lượng là đủ kích thước để các bác nhà mình được lựa chọn. Và ở mẫu hộp đạn hôm nay thì em sẽ có số 1, số 2, số 3, số 4. Em sẽ đo cho các bác biết kích thước của nó, cân nặng và số lít của từng hộp một là bao nhiêu. Đầu tiên thì em sẽ đi về cái mẫu hộp số 1 đấy nhá. Chất liệu của nó thì là bằng thép, được sơn tĩnh điện màu xanh của các bác bộ đội. Đấy, và cái này thì chiều dài của nó bề mặt. Cái này dài bề mặt sẽ là 27 các bác ạ. Rộng 10. Rộng 10. Cao 18. Cao 17 nha các bác nhá. Đấy, và em sẽ cho các bác biết về cái thông số của hộp số 1 thì nó sẽ là 4 lít và trọng lượng của nó là 2 cân. Và đây tất cả là cái số hộp mà dày nhất đơn vị em đặt. Đấy, và em sẽ mở về cái phần gioăng chấm ổng để cho các bác nhà mình biết cái tiện lợi của cái mẫu hộp này. Riêng cái dòng hộp số 1 này thì cái kích thước nó nhỏ, các bác có thể sử dụng kìm kéo những cái vật dụng nhỏ nhỏ thì sẽ rất chi là ok. Nó gioăng chống rỉ này các bác này. Cái này thì thời xưa là các bác có thể đựng tiền, đựng dầu, đựng tất cả các loại để bảo quản. Còn thời nay thì các bác có thể đựng dụng cụ. Và với cái hộp đạn này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc. Đầu tiên ở cái mẫu hộp số 1 này thì em cũng sẽ báo giá luôn. Em đang gửi từ các bác giá sẽ là 340.000 trên một hộp. Và miễn phí ship. Em sẽ quay vòng một lượt cho các bác thì mình xem mặt trước mặt sau nhá. Đấy, xong các bác đóng vào. Đây là cái mặt sau của nó này. Và các bác lưu ý trên thân vỏ phải có ký hiệu như này thì mà là loại hộp chuẩn nha các bác nhá. Đấy, và tiếp tục là tới mẫu hộp số 2. Đấy, mẫu hộp số 2 thì cái bề trước cửa của nó thì sẽ khác hơn cái số 1 một chút. Đấy, đây là một cái video cận cảnh nhất để các bác thì mình được tham khảo. Hộp số 2. Hộp số 2 này dài 30 cm. Rộng 15. Cao 18. Ok, và em sẽ mở cho các bác thì mình xem. Đây là bên trong của cái hộp số 2 các bác ạ. Đấy, và với cái phần hộp số 2 thì nó sẽ rất chi là dày dặn và đẹp như này. Nói chung là hàng đặt các bác sẽ đảm bảo sử dụng lâu dài và là sử dụng mãi mãi luôn các bác ạ. Không bao giờ hỏng được nha các bác nhé. Đấy, và chất liệu thép của nó rất chi là tốt. Gioăng chống ẩm thì sẽ được làm rất chi là cầu kỳ vào tất cả những cạnh khóe này đây nha các bác nhé. Không bao giờ có thể bật ra được. Đây là cái mẫu hộp số 2. Và em cũng sẽ báo giá luôn tới các bác là cái hộp này em đang gửi tới các bác giá sẽ là 440.000 trên một hộp. Đấy, và thể tích của nó thì sẽ là 7 lít, nặng 2,6 cân. Và đây là cái phần đáy đằng sau này. Sẽ có logo chữ dập chìm. Hết của cái mẫu hộp đạn này. Đây là mấy đằng sau nhá. Đấy, em sẽ quay một lượt sang đằng trước để cho các bác thì mình ngắm để thấp thôi. Đấy, đây nha các bác nha. Đây là đằng trước. Đấy, và tiếp tục là tới mẫu số 3. Thì như trên màn hình các bác nhìn thì riêng cái hộp số 3 thì cái màu sắc của nó sẽ hơi khác một chút cho các bác nhá. Đây là màu sắc của hộp số 3. Đấy, và chiều dài của nó là 32. Rộng của nó sẽ là 18. Và cao. Cao sẽ là 22. Đấy, và bây giờ thì em sẽ mở hộp ra cho các bác thì mình xem nhá. Đây là bên trong cái hộp số 3. Một cái video thật sự là rất chi là cận cảnh để các bác nhà mình được chi tiết về cái mẫu hộp số 3. Đấy, đây là cái phần lắp của nó nhá. Gioăng chống ẩm này. Riêng cái hộp số 3 này thì nó thật sự là một cái mẫu hộp mà được các bác sử dụng rất chi là nhiều. Nó có cái chiều rộng lớn hơn tất cả các loại. Và cũng theo nhu cầu các bác nhé. Bởi vì cũng có bác là tôi cũng không cần dùng hộp to. Tôi chỉ cần cái nhỏ bình thường thôi. Nhưng mà cơ bản là chất liệu của nó đều như nhau và rất chi là tốt. Và cái thông số của nó là 9 lít này. Và nó nặng là 3,3 cân. Đấy, em sẽ quay một vòng cho các bác nhà mình được xem. Anh đóng vào đi. Đấy. Thực sự là một cái hộp rất chi là chất lượng. Đây là tên logo của nó này. Và tiếp tục là tới hộp số 4 này, em cho các bác thì mình xem thông số luôn. Nó là 11 lít, nặng 6 kg. Đấy, và riêng cái này thì nó sẽ khác với những cái kia một chút nhá. Các bác lưu ý cho em. Dài 46. Rộng 16. Rồi, cao. Cao 25. Đấy, và hộp số 3 này vừa nãy chưa báo giá. chi tiết cho các bác luôn đi, xong rồi báo giá về cả hai cái cho các bác thì mình được biết. Cái này thì nó là dòng hộp mở cả hai bên. Đấy, và một cái tiện ích nữa để chia sẻ tới các bác, nếu như các bác mà làm vườn, các bác đựng đồ, khi đi ra vườn các bác có thể sử dụng là luôn một cái ghế để mình ngồi giải lao. Còn đối với các bác, em thấy các bác sưu tầm những xe máy cũ ấy, các bác để rất chi là nhiều, đẹp lắm các bác ạ, mà chất nữa. Em sẽ đóng cái hộp số 4 này và để cho các bác thì mình biết nhé. Các cái hộp số 4 này, cái gioăng chống ẩm của nó thì sẽ to hơn hạn luôn. Đấy, quá chất lượng. Cái này hộp số 4 này thì trong thời gian vừa qua chắc chắn là mấy chục đơn hàng rồi em chưa trả kịp. Đấy, bởi vì cái hộp số 4 này đợt vừa rồi là hết nhá. Cái này thì nó quá chắc chắn. Cái này đóng hai bên nha các bác nhá. Cái phần cuối cùng thì cái giá của cái hộp số 4 và hộp số 3 này em sẽ báo luôn. Cái số 3 này em đang gửi từ các bác giá sẽ là 550.000 trên một chiếc này. Đấy. Và cái số 4 này thì hiện tại giá sẽ là 700.000 trên một chiếc, hộp số 4. Và với cái hộp đạn này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và như các bác nhìn hôm nay số lượng em về đây rất chi là nhiều nữa các bác nhé. Đấy, để đủ để phục vụ các bác trong cái mùa xuân năm nay. Đấy, và để chào đón xuân mới thì cũng rất cảm ơn các bác luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em. Đấy, chúc các bác đón một xuân mới thật dồi dào sức khỏe, thật hạnh phúc. Đấy, và theo đuổi những cái niềm đam mê lớn của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.